Trong phần 1 chúng ta đã cùng nhau hoàn thiện phần body. Trong phần 2 này chúng ta sẽ tiếp tục với phần vũ khí và backpack nhé. Mình là Tachiki đây và đây là hướng dẫn độ LED cho Star Dasher của Iron Toy. Mình cũng bắt đầu thôi. Chúng ta bắt đầu độ LED cho phần khiên kiếm nhé. Các bạn cắt lấy một cặp dăm đực, sau đó cắt đi một nửa chân của dăm như thế này. Hàn dây vào chân dăm. Sau khi hàn dây, chúng ta được một đoạn dăm như trong thiết kế. Tiếp tục là phần chỉnh sửa pad. Với chốt kết nối khiên kiếm vào tay, chúng ta sẽ tiến hành can thiệp ở các điểm đã đánh dấu. Chúng ta khoan một lỗ trên trục này. Phần này chúng ta sẽ cắt bớt phần nhựa được đánh dấu. Các bạn cắt để tạo thành một pad như trên hình. Tiếp theo chúng ta xuyên đầu dây tự do của dây dăm qua lỗ vừa được khoan. Dán cố định dăm vào pad. Chúng ta khoan một lỗ ở đây. Cắt bỏ đi phần chốt này. Chúng ta cắt phát chéo ở hai bên như thế này. Và cắt bỏ đi chốt này. Phần mũi khiên chúng ta sẽ tháo lấy bát màu xám này. Sau đó cắt đi một chút. Phần khớp kết nối chúng ta sẽ tháo ra. Sau đó khoan một lỗ đi xuyên qua thân chốt. Ta khoan một lỗ đi xuyên qua trục này. Tiếp tục tạo những rãnh ở vị trí được đánh dấu. Với phần lưỡi kiếm, chúng ta tạo một rãnh ở đây. Chúng ta tháo phần lưỡi kiếm clear ra. Cắt tại những vị trí được đánh dấu. Ở đây chúng ta cắt bỏ được phần này. Tại những vị trí này chúng ta khoét những cái khe sao cho đèn LED có thể nằm gọn vào trong. Chúng ta tạo 3 khe tại 3 lỗ tương ứng trên lưỡi kiếm. Giờ chúng ta sẽ đặt LED unit này vào từ lưỡi kiếm. Các đèn LED nằm tương ứng lọt vào những khe chúng ta đã tạo. Ở bước này các bạn có thể dùng keo để cố định thẳng LED vào trong lưỡi kiếm clear cho dễ thao tác. Như ở đây thì mình không dùng keo để cố định mà mình cố gắng để lừa nó vào trong những khe mình đã tạo. Cái việc đi dây nó rất là vất vả.
Ok, sau một hồi loay hoay thì mình đã đặt được 3 led vào trong 3 khe. Đặt phần đầu dây tự do vào khe chúng ta đã tạo từ trước. Sau đó đóng phần nắp kiếm này lại. Vuốt thẳng dây sau đó đặt phần bệ trắng này vào. Đặt cặp bác còn lại vào. Xuyên đầu dây tự do qua lỗ mà chúng ta đã khoan. Chỉnh dây nằm lọt vào các khe chúng ta đã tạo. Đặt phần trục vào khiên. Xuyên phần đầu dây tự do đi xuyên qua trục. À, có một vị trí mình quên, đó là cái chấu này. Chúng ta sẽ cắt bỏ phần chấu này. Chúng ta xuyên đầu dây tự do của dăm qua lỗ này. Sau đó đặt pad kết nối vào. Bây giờ chúng ta xoắn những đầu dây có điện cực tương ứng vào với nhau. Thêm một lớp gen cách điện để tránh chập cháy. Chỉnh led và dây nằm gọn gàng tại các vị trí như trên hình. Đóng phần nắp này lại. Chỉnh phần tâm đèn LED xoay lên trên. Đặt pad này vào sao cho phần LED nằm lọt vào khe. Ok, như vậy là phần khiên kiếm đã xong. Chúng ta sẽ cắm thử với nguồn điện nhé. Chúng ta tiếp tục với phần khiên. Cũng tương tự như phần khiên kiếm vừa rồi, chúng ta cũng cắt đi một nửa độ dài của phần chân răm. Sau đó hàn led vào răm để tạo thành một led unit như trên thiết kế. Với phần pad kết nối này, chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ đi phần chấu ở giữa. Chúng ta cắt đến đáy của pad luôn. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ để lại một phần thành để làm điểm tựa khi chúng ta dán răm vào. Gập ngược phần đèn LED lên. Sau đó đặt răm vào. Dán cố định răm vào pad. Xuyên phần đèn LED qua lỗ. Gập phần tâm đèn LED ngửa lên trên.
lắp phần khiên trở lại như bình thường, sau đó đặt chốt kết nối vào. Như vậy là phần khiên đã xong. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần backpack nhé. Tại zin ride, chúng ta sẽ khoan một lỗ 3mm ở ngay chính tâm. Các bạn không cần để ý các phần lỗ mình đã khoan trước đây, các bạn chỉ cần khoan một lỗ ở ngay chính tâm là được. Tương tự như thế thì chúng ta cũng khoan một lỗ 3mm ở phần bệ này. Đây là lead unit của phần backpack. Chúng ta đặt lead ruồi 3mm vào lỗ mà chúng ta đã khoan từ trước. Sau đó đóng phần nắp của backpack vào. Xuyên phần đèn led qua trục cổ. Đặt led vào trong phần đầu. Đặt phần zin ride vào. Như vậy là phần độ led cho backpack cũng xong. Các part còn lại của phần backpack các bạn lắp như bình thường. Ok, như vậy là phần độ led cho từng bộ phận riêng lẻ đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết nối tất cả các bộ phận với nhau để hoàn thiện bài led cho mô hình nhé. Rách nguồn gắn trên mô hình là rách cái, nên các bạn sẽ cần dùng đến rách đực để tạo thành những sợi dây dẫn điện từ nguồn vào mô hình. Phần backpack và body được mình làm rách nguồn độc lập, nên về lý thì chúng ta sẽ phải cần đến hai sợi dây đực. Nhưng ở đây thì mình dùng hai rách đực hàn liền với nhau để tạo thành một sợi dây duy nhất. Nó có hai đầu chĩa ra, giúp các bạn có thể gắn đồng thời body và phần backpack mà chỉ cần dùng đến một dây thôi. Chúng ta lấy phần rách nguồn được giấu ở váy sau ra, sau đó cắm vào dây nguồn. Tương tự như thế, cắm phần backpack vào. Giấu phần đầu dây trở lại phía trong váy, sau đó lắp phần backpack vào. Như vậy là chúng ta đã kết nối hoàn thành. Giờ chúng ta sẽ kết nối mô hình với nguồn điện nhé. Tương tự như các bài mod trước của mình, mạch ở đây mình sử dụng là mạch song song, nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chung với bộ điều khiển led để có thể bật tắt led từ xa bằng điều khiển cũng như cho ra một vài hiệu ứng. Giờ chúng ta cùng test nhé. Phần khiên và khiên kiếm sẽ được kết nối vào tay như thế này. Các bạn cũng có thể gắn trực tiếp zin ride vào trong thân của gắn đam không thông qua backpack. Chúng ta sẽ tháo phần nắp lưng này ra, sau đó đặt zin ride vào lưng như thế này thôi. Cái zin ride này hơi nhỏ nên là nếu các bạn muốn gắn chắc chắn vào thân thì nên bồi dày phần chân của nó lên một chút. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành bài mod led cho Star Destroyer. Sau đây là một vài hình ảnh của sản phẩm đã được hoàn thiện. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Mình là Tachiki đây. Xin chào và hẹn gặp lại.